Đấy, thái thịt xong rồi, thái thịt xong rồi bây giờ tôi đi ướp thịt nha các bạn nha. Bây giờ là đến món hành củ tỏi. Hành không cần bóc vỏ. Hành không bóc vỏ nó sẽ ngon hơn. Trước tiên là tôi cứ rang thịt trước. Rang thịt trước xong rồi là tôi đổ thịt ra. Đổ thịt cháy cạnh ra xong rồi tôi rào nó phi hành. Phi hành được tôi lại cho thịt vào. Cho thịt vào rồi tôi đảo. Trộn, gọi là thịt trộn hành. Thịt trộn hành. Thịt trộn hành cháy cạnh. Nhong 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 ngựa ông quàng đó. Nó đây lần đầu tiên vào bếp nấu cho vợ ăn. Đấy, xong món hành còn tí nữa còn có thịt bò nữa, thịt bò ấy. Hai con thịt trâu đâu? Thịt bò ấy đi. Đây mẹ mình nấu ăn không ngon bằng mình đâu nhưng mà cứ dạy mình cơ. Thế mới tải. Đây là món hành nhá. Hành tôi phi lên này, hành phi lên này rất ngon các bạn nhá. Ơ, bà lúc mắm cho ấy để cho vào đây bà cái gì ạ? Chỉ nên mày cái lúc mày để ta sợ ta vướng ta đánh đổ nó chứ làm sao. Bà đánh đổ được. Sao cũng đổ. Bà sao đánh đổ được. Bà làm gì nhẹ nhàng bà sao. À, nhẹ. Đây sau món thịt các bạn nha. Và tiếp theo đây là món thịt bò, thịt trâu, thịt bê bà nhỉ? Đây thịt bò, thịt trâu, thịt bê nhỉ? Bò, thịt bê ở đâu? À thịt bò sống mà tôi vẫn nếm được này. Bò sống nếm được cũng ngon các bạn ạ. Mình sẽ thử tài cái món này cho các bạn xem nhá. Các bạn ơi, cứ máy thôi, không cần dùng đũa. Cứ máy này thôi, thì bỏ cứ máy nhẹ, không cần dùng đũa. Không phải dùng đũa làm gì cả. Và đây là mâm cơm của vợ chồng tôi, dùng gồm có thịt rang, thịt bò, thịt